Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của nhãn thức giới, thế nào là tướng thật tế của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của nhãn thức giới, đó là tướng thật tế của nhãn thức giới, không có giới hạn của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, đó là tướng thật tế của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của nhãn xúc, thế nào là tướng thật tế của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của nhãn xúc, đó là tướng thật tế của nhãn xúc, không có giới hạn của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, đó là tướng thật tế của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, thế nào là tướng thật tế của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đó là tướng thật tế của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có giới hạn của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, đó là tướng thật tế của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn.